Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái máy hàn cơ của Nhật. Đó, bây giờ em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem ha. Con máy này về cũng phải mới hơn 95%, thì theo em là nó chưa qua sử dụng. Khi về công thì nó có cứng chày sơn vài chỗ nha. Con máy này đặc biệt một chỗ là nó sử dụng hai dòng điện 100V hoặc là 200V tùy mình đấu điện ở đây đó. Và nó có hướng dẫn là sử dụng đấu điện 100V và 200V. Thì 200V là mình sử dụng điện lưới nhà 220V ha. Hiện giờ em đang đấu điện là 220V, 200V là mình xài trực tiếp 220V ha. Ở đây là cổng dây mát điện. Đây là phần giấy ha, nó bị phen và ốm đốm đen. Đây là những cái hướng dẫn nè, dây điện nè, đấu điện, rồi que hàng và thông số hàng. Thông số hàng là nó hướng dẫn là mình chỉnh ha, là mình sẽ hàng tối thiểu là 1.4mm và mình có thể hàng tối đa là 3.20 ha. Rồi, que 32 á. Rồi, đây là một con máy hàn cơ của Nhật. Nó có cái tên gọi là Retro 120. Đây là hàng của Okio Japan. Và hai cộng đây là một con máy về đầy đủ phụ kiện ha, dây nguồn và dây mát và dây kẹp hàng. Thì dây kẹp hàng này á, cả nhà sẽ kiểm tra ha, đây là một cái que kẹp hàng, cái đồng nó chưa có gọi là vết cháy chạm ha, rất là mới luôn. Và sáng nay em đã test thử một cái que 32, cả nhà coi ha, rất mới. Ở nhà nhìn cái kẹp hàng này là biết hàng Nhật xịn sò rồi ha. Ở đây có thông số 30A Suzuki. Đó. Đây là que kẹp mát. Que kẹp mát cũng là Suzuki. Đó. Nó bị ố. Đấy. Rất đẹp. Và đây là dây nguồn. Dây nguồn này cả nhà coi chữ nghĩa còn rất là sáng ha. Đó, 2002 nè. Dây nguồn này là 3.5mm ha. Rất dài và bự. Dạ rồi, thì tổng trọng lượng của một con máy hàn cơ này á, nó rơi vào 17kg nha cả nhà. Tổng trọng lượng dây nhợ các kiểu ha. Nặng 17kg hơn một chút xíu ha. Và trên đây là cái thông số hướng dẫn mình chỉnh que hàng. Đây là thông số ha, thì nó có hướng dẫn nè, que 1.4mm nè, thì sẽ gạt, mình sẽ quay cái kim đó. Quay cái kim xuống. Đó, hướng dẫn nè, đó, hai que 20 trở lên nè, 26 nè, 32 nè. Đó, mình quay theo cái thông số ha. Rồi em sẽ đo kích thước của con máy này. Thì con máy này nó có chiều dài tổng thể là 35cm.
chiều rộng là 18 cm, à chiều rộng là 18 cm và có chiều cao là 22 cm. Dây mát em đứng từ đây luôn ha, từ đây ra 1 mét, dây mát cũng 2 mét ha, dây mát là 2 mét. Dây nguồn phải quên, dây kẹp hàng là cũng 2 mét luôn nha cả nhà, dây kẹp hàng là cũng 2 mét. Dây nguồn là 1m95. Dây nguồn là 1m95. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu cắm điện trực tiếp 220V để ép điện cho cả nhà ha. Hiện giờ là em không có que 2,5 của kim tính ha. Nhà em biết còn que 32 thôi. Đó, que 32 của kim tính. Thì em bắt đầu em hàn. Đây là cái hàn thử của em ở đây. Đó, bây giờ em sẽ hàn thêm một đường kế bên ha. Hiện giờ là que có thông số hàng khác nhau từ 2.50 thì dòng nó từ 70 đến 90, que 3.2 thì từ 90 trở lên ha. Hiện giờ em đang chỉnh là 100 hơn chút xíu. Thì khi mà sử dụng máy hàn que này á thì cả nhà nhớ để ý ha, là nó hút điện rất là mạnh, thì cả nhà phải sử dụng với những cái
ổ điện và dây điện có vấn đề chịu tải ha. Nếu không á, nếu mà cả nhà sử dụng ổ điện thông thường á là không nên, vì nó không có đủ chế độ chịu tải để cho cả nhà sử dụng, nó sẽ làm cho ổ điện thông thường sẽ bị hư đó, nên cả nhà phải sử dụng cái ổ điện chịu tải. Cả nhà coi cái vết hàng que 32 nó chảy ha, rất là đẹp luôn nha cả nhà, rất là đẹp. Dạ ngồi thì ở trên đây em sẽ hướng dẫn lại cho cả nhà như thế này. Đây là cái phần thông số để sử dụng ha. Nó là như thông số sử dụng là con máy hàng cơ của Okio Gia Băng này, nó có model là nó có cái tên gọi là Lego 120, có model là SSI-121R. Con này hà là nội địa Nhật, sử dụng hai nguồn điện là 100V và 200V. Nó có lên, nó cứ vấn đề mà chịu rút điện á, khi mà hoạt động á là 100V thì cả nhà sẽ sử dụng cái con biến áp á là 30A nha, 30A. Đó. Rồi mà khi mà sử dụng dòng điện mà 200V thì cả nhà sẽ sử dụng cái gọi là cái CB là 25A trở lên. Đó, 25A. Thì những thông số yêu thụ, thông số yêu thụ ha là ampe là 40 đến 110 a. Đó. Dòng điện gọi là yêu hao là 10%. Con này có tương đương với một cái ổn áp là 5 kva, 5 kva được nha cả nhà. Đấy, là một con máy hàng thật cực kỳ xịn sò và mới, là phải là 95% trở lên và 98%, máy gần như là chưa qua sử dụng ha. Ở một con máy hàng cơ Lego 120 của Okio Gia Băng này thì em sẽ bán cho cả nhà với cái giá là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á. Ai có sử dụng đến con máy hàng cơ sử dụng gia đình này thì liên hệ em ha. Cái này á là nó sử dụng gia đình ha, vì thông số nó là 120 thì mình sử dụng gia đình thôi, còn mà đi công trình về độ chịu tải cao thì em nghĩ là nó sẽ không có sử dụng công trình tốt được. Đó. Còn mà hàng gia đình thì vô tư. Đó. Cứ hàng và mình chỉnh dòng một. Cái này hay một chỗ là nó không bây giờ bị gọi là bị dính que. Đó. Một hàng được là mình chỉnh dòng đúng ha, còn mà hàng mà mình chỉnh dòng sai á là nó cứ cái máy nó không có hàng đó. Và que thì nó bung ra, nó không phải dính hàng như là những cái máy hàng ở Việt Nam hiện có. Rồi ai sử dụng đến thì liên hệ em ha, em bán là 3.200.000 đồng, giá bao gồm phí vận chuyển. Ai sử dụng đến thì liên hệ em ha, em cảm ơn ạ.